Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương Hai trình. chị và các anh chị trong chương trình. Dạ vâng, chào một thính giả gọi đến từ Đắk Nông. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ em muốn hỏi về gia đình ạ. Em ở trong Đắk Nông lấy chồng được từ năm 2008 ạ. Rồi. Em năm nay 37 tuổi, còn chồng em 73 chắc 50 tuổi ạ. Rồi. Dạ, em vào đây thì làm ăn có một mình vào đây cùng với chồng, em được hai đứa con, một đứa thì em vất vả nên đẻ thư, một đứa thì năm nay học lớp 8, còn một cháu mới học mầm non ạ. Rồi. Vâng, mà chồng em cứ có cái tính cờ bạc kiểu ở nhà các anh cũng thế. Chồng em rượu chè cái gì cũng có thì em không nói, đấy là mỗi người có một sở thích kiểu của đàn ông ấy. Rồi. Nhưng mà chồng em cứ cờ bạc hết lần này lần khác, cứ mỗi lần cờ bạc xong rồi về thua một thời gian em không biết, xong đến lúc người ta đòi tiền ấy, em mới biết xong rồi em nói, xong rồi chồng em rượu vào thì em cũng tức, em nói to nhiều lắm, thế xong rồi chồng em lại đánh em, mà mỗi lần thua chồng em biết nhận sai hay là biết mình có lỗi kiểu lúc nào cũng ra trưởng mới bảo thủ ấy ạ. Rồi. Em đang ốm rồi nói hơi khó nghe anh không nhá. Rồi. Là xong rồi nhiều lần lắm, 16 năm em theo anh, nhà em đi từ Sài Gòn lên đây nhiều chỗ mà. Ồ thì em cũng ở, mà lúc đấy chồng em 35 tuổi rồi mà chồng em cũng không có gì Bây cả. giờ thì làm sao? Bây giờ mới nhiều lần về đây cứ đi, xong rồi em thì cũng nằm dãy thôi, còn chồng em thì cũng đi buôn bán dạo ấy. Xong rồi. Cứ trở lại hết tiền của em, xong đi vay chỗ nọ chỗ kia vào đọc, xong rồi lắm lúc mới đây em đau hơi, trong tháng Tết em đi hái cà phê phục hiệu xong rồi lại nhờ người khác mượn, xong rồi là giả vờ là mượn để làm ăn, em lại tưởng là mượn, thế xong mượn đến lúc đưa cho nhà em đánh bạc hết, lúc em hỏi thì lại bảo là nhà em xui người ta mượn hộ ấy. Rồi. Thế xong lại mới đây hái tiêu được ít tiền cũng thế, thế là bây em giờ cũng tóm lại là bạn mong muốn gì ở chương trình chúng tôi? Dạ em chỉ nói ngắn gọn thôi. Và thế là đến lúc giờ xong rồi bỏ về bác tự đi, xong mang một cái xe máy đi, thế xong rồi lúc về thì cứ nói xấu em bỏ là láo, em bỏ làm được ít tiền thì chơi hết thì ai cũng náo chứ tự dưng thì không náo. Thế xong nói với chị em gia đình xong ai cứ gọi vào chửi em, xong kiểu không hiểu ấy, xong em chả thèm nói. Hai vợ chồng quê ở đâu? Ngoài Bắc Em là ở đâu? ở Hải Dương ạ. Hải Dương, cả hai à? Dạ vâng ạ. Lập nghiệp thì cũng ở khắp nơi, lúc ở Sài Gòn và bây giờ thì ổn định là trên Đắk Nông, cũng trồng tiêu, trồng làm dãy đúng không? Chồng em không chịu làm dãy, cứ đi chợ linh tinh thôi, còn em làm thôi ạ. Rồi, không chịu đi làm thế thuê đâu ạ. Tóm lại là mỗi lần anh ta thua nợ ấy, thì mình có phải trả tiền không? Trước em có tiền thì em trả, nhưng mà giờ em không trả nữa. Thế cái vụ to to nhất là anh ta nợ bao nhiêu tiền? Nợ có 100 triệu, xong lời người ta lấy đến 170 triệu, xong rồi định mang cái nhà này đi cầm giấy tờ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Mình mới có 37 đúng không? Dạ vâng ạ. Trẻ quá, thế mà theo anh 16 năm nay tức là... Em theo dõi chương trình của anh quý lắm, hôm nay mới được nói chuyện ạ. Nói chuyện với cửa sổ thì vất vả chứ được cái gì đâu. Toàn có những người khổ sở thì mới nói chuyện. Tốt nhất là không phải nói chuyện chứ vinh dự gì mà nói chuyện. Nhưng mà thôi, gặp nhau thế này cũng vui. Trước hết phải nói thế này này. Chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống có nhiều thứ nó không như mình mong muốn. Thế và cái lũ lụt là một thứ rất là kinh. Người ta cũng đã hô hào rằng chung sống với lũ. Thế rồi có một lúc chúng ta gồng mình lên chống dịch Covid, nhưng mà cũng không thể diệt hết được cái con Corona ấy. Cuối cùng thì đành rằng quay ra là chung sống với dịch Covid đúng không? Thế thì ông chồng của mình 50 rồi, có cái tính cờ bạc rồi. Có hay rượu chè gái gú nữa không, hay là chỉ mỗi cờ bạc thôi? Tính em thì em không có đi theo hay không em chả biết ạ. Không gặp được em chỉ thôi. Biết là cờ cũng bạc may, thì cứ may cứ coi như biết mỗi là cờ bạc thôi, còn thứ khác không ta biết chứ mà. Là cờ bạc là có gái gú, nhưng em ở này em không nhìn thấy thì em không có nói. Thôi thế thì thế này, ông ấy 50 rồi, lấy nhau lên rừng xuống biển dắt díu nhau 16 năm nay, giờ hai đứa con, mình cũng lại học người đời là chung sống với chồng. Đây cứ coi như một cơn lũ, nhưng cơn lũ này không kinh khủng lắm. Việc đầu tiên là này, có tiền thì quản nhá, biết là ông ấy hay nhờ người khác, người nọ người kia mượn. Thôi ngoài làm nương làm dẫy đủ để lo chi tiêu, chẳng may mà đợt nào đi hái cà phê hay hái tiêu thuê được 15-20 triệu ấy, giấu biến đi, cần nữa thì gom lại mở một quyển thẻ tiết kiệm. Về phía mình ấy thì quản lý tiền của mình thật chặt, cũng may là mình không có quá nhiều, chứ quá nhiều rồi ông suốt ngày ông bảo mày nhiều tiền mày giữ làm gì, mình cũng phải làm thuê làm mướn làm nương làm dẫy, chắc cũng chỉ được đấy, mỗi vụ được 10-15 triệu. Đây là để làm gì ạ? Phòng thân, mình là thân gái dặm trường, và trong đấy lấy chồng của mỗi mình thân một mình. Khi mai kia con nó ốm nó đau hoặc nó học nó hành cần một khoản tiền lớn, mà với cái ông chồng cờ bạc ấy thì gọi là cứ có đồng nào nó xào đồng ấy, làm gì có tích lũy, rồi con sẽ khổ thôi. Cho nên là đấy, mình là người phụ nữ, mình chung sống với cái ông mà nướng tiền ấy thì phải biết cất đi.
Cái việc thứ hai là sổ đỏ của cái nhà mà hiện nay mình ấy, ông ấy để ở đâu, bữa trước định bán á. Ông ấy về xong rồi ông nghe anh em ông ấy định mang để đốt đi xong cầm cái nhà này, nhưng mà em giữ được. Ngoài cái việc tiết kiệm thì cất đi, thứ hai là sổ đỏ thì giữ lấy nha. Ông ấy chơi mà không bao giờ ông biết, ông bảo là ông sai cả. Thứ nhất là mình là vợ, mình chả phải là cô giáo của ông để mà mình dạy dỗ là anh nhận thấy sai chưa, khoanh tay và xin lỗi tôi đi. Không có thế này, 50 tuổi đầu rồi. Người ta nói rằng là ngũ thập chi thiên mệnh, đáng lẽ tuổi của ông ấy người tử tế mà ở nông thôn ấy là lên chức ông rồi đấy. Nhiều người lấy vợ sớm rồi giờ là lên ông nội ông ngoại rồi đấy. Thế nhưng mà vẫn cứ lông bông lang bang như thế thôi thì đời đời ông lo thôi. Bây giờ mình phải lo cho bản thân mình và lo cho các con. Mình phải là cái trụ cái cột nhá. Hai thứ cần phải giữ thật kín như thế. Cái thứ ba là khi ông ấy gọi là bù lu bù loa, ông đòi ông đánh mình ấy mà. Việc đầu tiên là mồm kêu to, thứ hai là chạy ra khỏi nhà. Không bao giờ mà những trường hợp mà mình sợ mình xấu hổ, đôi khi bị chồng đánh, ta cứ chạy vào trong buồng, ta ẩn nấp ấy mà. Với cái ông mà lại có tí rượu vào rồi, tay đang cầm con dao hoặc là một cái cây gậy rất to mà vợ lại chạy vào trong góc bếp với góc buồng, ông đuổi được, lúc ấy ông ấy chút giận sang mình, xỉa cho hai xỉa, đập cho ba đập, thì đến lúc mà ông ấy bừng tỉnh rượu thì mình cũng thiệt mạng rồi. Dạ, nhớ. Lâu rồi, cả tháng nay em không điện đón gì nữa rồi. Nhưng mà ai cũng bảo là ông ấy về rồi ông đi linh tinh, đến lúc ông nợ ông lại vào đây rồi mày lại phải chịu. Thế thì mình giữ làm sao được, ông đi linh tinh có thân thì ông đi, mà đi được tốt, có ai chữa cho là tốt, thì sợ nhất là tiền không có thì chẳng ai tới chữa thôi, chứ còn chẳng mách được tội. Phải làm sao? Ông ấy vào thì ông đi làm, ông ăn chứ ông phải làm sao, ông lớn hồn đấy tuổi đầu rồi, mình có phải là trẻ con đâu mà mình bảo phải có phải tắm rửa cho ông ấy không, hay là có may quần áo cho ông ấy không. Ông ấy đi được từ Bắc vào Nam thì ông đi đâu thì đi, còn mình là vợ là con, đấy là cái chốt đúng không? Thế mà đi ông chạy đi đâu đi, còn có cái chốt để ông trở về, còn nếu không trở về cho đi luôn nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ hàn gắn được cái tình cảm gia đình và có thể gọi là dạy dỗ cái ông chồng rất là khó chịu này. Và bây giờ thì chúng ta đang biết rằng là có một thính giả đang chờ, và đây là thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, đúng rồi, em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là em đang bị cái đợt vừa em đăng ký lâu rồi, thời điểm em đang bức xúc, nhưng hôm nay là vợ chồng em nó nói thế là coi như là xong rồi, nó chạy theo tình yêu rồi. Em đã ngăn cản, em phát hiện ra là quá muộn bởi vì em mãi làm ăn rồi. Thế là mâu thuẫn gì thế? Nó đi bổ bịch mấy năm nay, nó cứ đi em bổ là mày bắt là tao trên cái trai trên cái dưới, mày xử kiểu gì cũng được. Rồi. Nhưng mà bắt làm sao là em biết được, làm sao cái phía đằng kia nó ai mà em bắt được. Rồi. Chỉ nghi ngờ thôi. Thế là lấy nhau bao nhiêu năm mà lại thế? Em năm nay là 44 tuổi, mà chúng em lấy nhau năm 23 tuổi, năm nay là con em năm nay tầm 21 rồi, nó đại học năm thứ 2. Rồi, thế bây giờ bỏ nhau rồi à? Giờ có nghĩa là muốn em không ra tòa đâu, nên nó theo dài tự đi cứ đi thôi, em không ra tòa, em chẳng làm điều gì sai. Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ là sinh năm 82, năm nay là 41, nếu em 44 thì nó 41, còn nếu nó tuổi chính thì em 43 nó là 40. 40 tuổi, và bây giờ bỏ nhà đi theo giai rồi. Không phải, bởi vì cứ bức xúc cho gia đình, bởi em biết cái sự thật mà chính thức là em cứ nghĩ là nó là hai ba thằng, thì sau này nó ghen nhau nó vỡ nở ra, nhưng mà không phải nó trung thành một thằng, nhưng mà nó điện nhắn tin vợ của một thằng kia nó phát hiện ra, nó vỡ nở ra rồi. Tóm lại là bạn thì ở quê ở Hải Phòng đúng không? Và cũng là ở Phạm Văn Dưỡng ở quê ở Cự Lai Lũng Tiến với ở Hải Phòng. Rồi, chứ không phải là không phải là đi làm ăn xa ở đâu cả đúng không? Vợ gần gũi luôn. Rồi. Và bây giờ thì vợ thì đang ở đâu có biết không? Về bên ngoại đi, còn trước mắt đi đâu thì em không còn biết. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với em, lời khuyên là em xử lý như thế có đúng hay sai. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Buồn không? Buồn quá chứ. Buồn quá. Người thân trong mình mà đâm mở nhát ra sau lưng buồn quá. Đúng rồi. Mới có 44, bà xã thì nếu mà tính theo tuổi dương năm nay sinh năm 82, năm nay mới có 40 tuổi mà đã em là 43 thôi. Một người 40, một người 43, lấy nhau 21 năm, con cũng 21 tuổi rồi. Mà lại ở cùng nhau chứ chẳng phải đi ở xa gì, tưởng là em mình không làm ăn xa gì cả, chỉ gần thôi, không xa gì. Mình có nhận ra cái gì không, chẳng hạn vài em năm em nhận được, bởi vì là em thì tham làm lắm, em làm lũ, mà có những lần nó điện Zalo với nhau ngay sau lưng quả con trai chứng kiến, mà con trai lại lúc ấy bênh mẹ không dám chứng kiến cái chuyện đấy được. Xong anh vợ với em vợ sang, em gọi điện sang bên ngoại thì anh vợ anh dặn em bảo là sang bảo là bố mẹ già rồi, đừng cho bố mẹ chuyện đấy, có gì đúng biết nói cho anh giải quyết là được. Ừ. Em vợ thì sang bố là chị đùng đùng thay quả mang quả não về. Anh vợ bố chú hèn thế, anh như thế anh đuổi lâu rồi. Thôi, anh ấy mặc dù là anh vợ nhưng mà đứng về phía đàn ông đúng không? Cảm thấy cũng tội nghiệp cho mình. Đúng rồi, cao lắm anh. Tốt.
Anh thì không muốn nó hỏi chi tiết nữa, bởi vì em đã nói rằng là cô đã nhận lỗi hết. Vâng, cô nhận, đã nhận mấy em là đi bờ đê, đi nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi, nhưng mà không hết được, bởi vì những thời đấy, bởi vì em biết là mắc từ lưới tình thì nó thay lắm, không thể rất ra được. Ôi, em thế thì em giỏi quá. Sau rồi, muộn mất năm rồi. Bây giờ thì em có biết là cụ thể có vợ mình có gian díu với người đàn ông cụ thể nào không, hay là cứ đủ loại đối tượng? Nó thì nó phải chừng, nó phải chừng, nhưng mà sự việc này nó sống, nếu mà cảm còn sống nhau nó cắn rứt lắm ba. Rồi. Tạm thời ly thân cho mình đỡ ngứa mát đúng không? Cô ấy về bên ngoại. Tạm thời, hôm nay là em bỏ xác định nó bước chân ra khỏi cổng đi là đi luôn, không phải không tiện là tạm thời ly thân đó. Là thôi luôn. Em còn đang rất là thất vọng và thực ra đang rất là nóng, đang nóng. Đúng là nóng. Điên lên là dễ chạm đến lòng tự ái là nhất là bét lắm. Cho nên là đúng là em cũng tỉnh táo rằng là thôi cứ tránh mặt lúc này đi cho nó đỡ. Vì mình nhìn thấy mặt, cái nét mặt lại cứ vênh vênh lên, lại còn thách thức rằng là tao đi với dai đấy mày đã bắt được chưa, chưa trai trên gái dưới, đừng có mày vân vân. Là động cái đi chết cơ bác ạ. Thì rồi đôi khi có những người đàn ông không làm chủ được, lại có tí rượu tí men và rồi gây án mạng. Em đang nghiện rượu mà. Thôi tạm thời trong trường hợp của em thì cũng là khôn ngoan, đó là giãn ra, chứ nhiều trường hợp là còn kiên quyết không cho vợ ra khỏi nhà cơ. Còn đây thì thôi, cô đi đâu chăng nữa mình cũng có thời gian, thứ nhất là mình bình tâm, mình ngẫm lại xem là vợ hư thật hay là mình cũng vô tâm, bởi vì mình sống cạnh vợ mà vợ có bồ 3-4 năm thì, và khi đàn phụ nữ có bồ chắc nó cũng phải có hẹn hò rồi, nó cũng phải đúng rồi, không phải em vô tư đâu, em đã phát hiện từ lâu rồi, xong rồi nó đi nó sánh nó bỏ giá nó lấy chồng muộn đi nữa, nó gặp người đàn ông tốt hơn em, xong là nó so sánh loạn mọi thứ, em cũng nghi rồi, nhưng mà chờ bắt quả tang thì em không biết đối phương kia là ai, em chỉ theo mình nói thằng đằng sau kia nó biết thừa, nó tránh luôn thì nó không thể bắt được rồi. Thế là em bảo là thôi kệ nó, để tự nó sớm muộn nó sẽ vỡ nợ ra. Nhưng mà vỡ nợ ra là đến bây giờ là hơn 3 năm. Trời ơi. Vâng. Thế mình cũng là cái người mà cũng gọi là bình tâm kiên trì, chứ còn để đợi mà bắt được quả tang thì khó. Không bắt được quá. Không thể bắt được đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ thế này, các con thì một đứa 21, một đứa bao nhiêu tuổi? Một đứa năm 2007, một đứa năm đại học thứ 2. Rồi, đại học năm thứ 2, một đứa 7 tuổi. Các cháu nó đều lớn, nó đều hiểu chuyện rồi. Vâng. Thực ra thì không phải nó bênh mẹ nó đâu, mà nó biết rằng nếu như mà chuyện này đến tai bố thì chắc cái nhà này tan, mà nhà tan thì nó cũng chẳng sung sướng gì khi mà lại phải lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Cho nên là các cháu mình đừng có nghĩ rằng là nó vào hùa với mẹ nó che giấu, mà nó chỉ muốn rằng là nó không muốn cái nhà này mất. Không, em biết điều đó nhà... rồi, hôm là vợ em tự khai hết mọi chuyện, đi bờ đi nhà nghỉ khai hết. Thế là nó bảo là bây giờ tao với bố mày chia tay thì đứa nào đi theo tao, có nghĩa là đến tòa ghi lị. Đến lúc này mức độ này là em không ly dị mà em chẳng làm điều gì sai, em không ly dị. Mặc xã hội muốn đến chuyện gì thì đến. Rồi. Em cứ ở nhà em nuôi con em. Đây thứ tạm thời mình nghĩ thế, nhưng mà rồi nếu như một mai thật ra người phụ nữ mà đôi khi vướng vào lưới tình cũng dại dột lắm. Người ta ăn vụng thế thôi, người ta chỉ thích đi ngủ với mình vậy thôi, chứ còn nếu bây giờ mà cô lại bỏ chồng bỏ con xong trở thành người phụ nữ 40 tuổi lang thang ấy, mà sẽ thành đi đường ngay, không có ai người ta lấy một cái người đàn bà mà lại có bỏ chồng với lại có hai con lớn như thế mà còn đi theo trai. Cho nên là đàn ông thì sẵn sàng là nếu mà dễ dãi thì người ta sẽ vui vẻ với, nhưng mà để tiến xa và có chuyện xây dựng mối quan hệ tình cảm thì chắc là khó đấy, đúng không? Vâng, đúng rồi, lâu dài là không có. Nhưng mà bây giờ là đang nói rằng vợ em là lấy chồng quá sớm, trong bây giờ bắt đầu nó hình như nó bây giờ mới lớn. sinh được hai đứa con, bây giờ bắt đầu nghĩ đến cái chuyện nọ chuyện kia. Thôi, trước mắt thì tạm thời như thế, nhưng mà nếu như có được cái công việc gì đó, bởi vì em cứ ở nhà xong em ngồi em nghĩ nó cay, mình thì tham làm rồi mình vun vén cho vợ cho con, mình chẳng cờ bạc rượu chè, thậm chí mình chưa bao giờ gái mú gì, thế mà vợ nó lại hư như thế, mình cứ ngồi mình ngẫm mình cay rồi mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mình sẽ không làm ăn gì được nữa. Lắm lúc em muốn còn chết luôn trước luôn. Thôi việc gì phải chết em ơi, vì gọi là lỗi đến đâu thì xử đến đấy, hư thì bỏ là cùng, chứ việc gì mà bị đời mình phải chết thì cũng lại sướng lắm. Chuyên gia mà cay đắng lắm, bởi vì người đâm sau lưng mình cay đắng lắm, không thể chấp nhận được những chuyện như này. Rồi, em còn nói được câu đấy nghĩa là cũng chưa chết được, không sao đâu. Đúng rồi. Bây giờ thì em phải cố gắng sống để nuôi con em. Rồi, cố gắng sống tốt để nuôi con nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa
cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng. Thì câu hỏi của em gọi đến chương trình thì em năm nay 34 tuổi. Vâng. Em năm nay 33 tuổi ạ. Vâng. Thì chúng em mới kết hôn được 3 tháng nay ạ. Trước đây em chưa kết hôn ấy, thì cái nhu cầu sinh lý nó cũng cao ấy. Vâng. Nhưng mà từ khi em lấy vợ và dính luôn cái đợt thì em bị Covid. Thế à? Thì em thấy sức khỏe là nó không có ham muốn tình dục nữa. Thế à? Và khi mà có quan hệ thì có hai trường hợp. Một lúc thì em đang quan hệ thì nó tự nhiên nó xì và không muốn quan hệ nữa. Mặc rồi. Dù mình rất muốn ạ. Rồi. Có lúc thì nó lại có quan hệ được nhưng mà em lại không xuất ra được. Thế à? Và rất là mong muốn vì hai vợ chồng cũng có tuổi rồi anh. Thế à? Có em bé chưa? Và cũng đang, vì mới cưới là mọi người cũng rất là mong là có em bé nên là mong chương trình cho em là khuyên để em có thể có em bé và chữa trị. Bị Covid lâu chưa? Cách đây bao lâu rồi? Khoảng độ 2 tháng ạ. À, bị Covid cách đây 2 tháng và cưới vợ thì là 3 tháng nay đúng không? Dạ vâng. Thế cuối cùng là sau khi bị Covid thì là chả làm ăn được gì nữa, mà làm thì nó không thành công đúng không? Vợ có bị Covid không? Vợ cũng bị ạ, nhưng mà cô ấy thì nhu cầu vẫn cao ạ. Thế à, thế là tiêm mấy mũi rồi? Em thì ở Hà Nội thì em tiêm 3 mũi đấy ạ. Tiêm 3 mũi, và thêm một mũi thứ tư tức là bị Covid dương tính rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có biết là cái hiện tượng như bạn nói thì nó có liên quan gì đến Covid hay không? Trước đấy thì cũng nhu cầu là có và rất là cao như bạn nói đúng không? Thế trước khi lấy nhau thì đã có quan hệ chưa? Thì trước thì bọn em chưa, nhưng mà em đi làm ăn ở trên Hà Nội ạ. Ừ. Hay là đi các tỉnh khác thì em vẫn nếu mà nhớ quá vẫn thèm thì vẫn thủ dâm thì em vẫn thấy là nhu cầu cao anh ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tóm lại là trước khi kết hôn là chưa có quan hệ tình dục với ai cả đúng không? Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, tôi chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Tôi cũng thấy nhiều hậu Covid thì chỉ có mất ngủ nè, hay là ho nhiều, hay là đau ngực hay là gì thôi, chứ còn cũng chưa thấy có ai phàn nàn nhiều là hậu Covid mà lại ảnh hưởng tới đời sống tình dục, đặc biệt là có vẻ như là rối loạn cương dương nhỉ. Tôi cũng có thể nó là một cái vấn đề, nhưng chắc nhiều người không, người ta không tiện nói ra thôi, bởi vì là khi mà đã bị mắc Covid thì không chỉ cơ quan hô hấp mà nó có thể ảnh hưởng lên toàn bộ cái sức khỏe của mình đúng không, và nó có dạ, thể vâng nó ạ. Cũng là ảnh hưởng như vậy. Năm nay em mới có 34 tuổi đúng không? Và dạ. Mới kết hôn được có mấy tháng thì sau đó thì lại bị mắc Covid luôn. Cái chỗ Covid này thì em cũng có tâm sự với một số người như người bạn ấy, hai người. Ừ. Mọi người em cũng hỏi là sao Covid, các bạn có bị hưởng Covid không, hoặc là các anh có bị không, thì mọi người cũng chỉ bảo là cũng có. Thì em cũng không hiểu là em bị bệnh hay là do bị ảnh hưởng Covid, tại vì em cũng rất lo lắng. Ừ. Nói chung là cái chất lượng quan hệ tình dục ấy, thì trong cái thời gian mà bị Covid, đặc biệt là trong thời gian giãn cách rồi là mọi người làm việc ở nhà nhiều ấy, thì có nhiều những cái vấn đề, kể cả về vấn đề về tinh thần rồi những cái vấn đề khác, nó chi phối và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục, chứ có khi cũng không phải là vấn đề về bệnh lý mà nó ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục đâu, bởi vì là cái chất lượng quan hệ tình dục nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng về vấn đề về bệnh. Theo thông thường thì như tình trạng như hiện nay của mình ý, thì có lẽ là cứ thử theo dõi thêm đi nhỉ. Vâng, theo dõi thêm một thời gian nữa xem là nó có vấn đề gì không, bởi vì những cái dấu hiệu như của em hiện nay nó cũng không phải là rõ ràng và nó cũng chưa phải là những cái dấu hiệu mà mình cần phải đi kiểm tra ngay ấy. Em cứ thử thay đổi lại cái lối sống của mình một chút, ví dụ xem là sau khi mình bị mắc Covid thì hiện nay công việc của em nó như thế nào, nó đã quay trở lại cái bình thường mới chưa? Thế và cuộc sống của em nó có những cái vấn đề gì mà nó liên quan tới cái tình trạng của em hiện nay không? Thế chứ còn chị thì chị chưa nghĩ nhiều đến cái vấn đề mà nó ảnh hưởng thực thể tới cái chất lượng quan hệ tình dục của em nhá. Bây giờ nó lại vấn đề nữa là muốn có con. Đấy, nó khó là khó ở chỗ đấy. Thế thì và nhưng mà để mà đủ điều kiện để mà đi khám, thăm khám, hỗ trợ sinh sản thì cũng lại chưa đủ. Thông thường thì ví dụ như là nếu anh quan hệ
hệ tình dục bình thường, ở nhà bình thường trong 6 tháng mà anh chưa có thai tự nhiên thì lúc đấy anh cần phải đi khám, đi kiểm tra về sức khỏe sinh sản của cả hai bên để xem là có vấn đề gì cần phải hỗ trợ về sức khỏe sinh sản hay không. Chứ còn hiện nay thì em cũng mới có mấy tháng và vả lại cũng có nhiều các cái vấn đề liên quan, mình cũng đang lo lắng như thế này, thì chị nghĩ là thôi cứ để từ từ cứ quay trở lại bình thường đi đã nhá. Dạ, cho cuộc sống nó trở lại bình thường, ổn định, tinh thần mình thật thoải mái gì. Thế và có vấn đề gì về sức khỏe thì mình nâng cao, mình cải thiện nó đi. Thế sau một vài tháng nữa rồi sẽ tính tiếp em ạ. Vâng, thưa anh Đinh Đoàn, qua cái câu chuyện với chàng trai này thì tôi lại thấy có một cái điều hơi lạ là trước đấy thì anh ta khoe là anh ta rất khỏe, nhưng khỏe ở mức độ là tự sướng thôi. Liệu khi mà có cuộc sống hôn nhân ổn định thì nó có ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý không thưa anh? Tôi nghe qua trường hợp của bạn này thì giống như là bác sĩ Hoàng Thiếu Hải vừa chia sẻ rồi, có thể là mình cứ gọi bây giờ thật ra là có cái bệnh hậu COVID ấy mà, người ta cứ hay đổ cho nó lắm. Có rất là nhiều thứ khác nó bị bức xúc về cái nọ, nó bị ảnh hưởng về kia, chủ yếu là do yếu tố tâm lý. Thế là thôi ai cũng bảo hậu COVID. Vâng. Thật ra nó như một cái sọt rác để chúng ta ném tất cả những thứ mà không giải thích được là bệnh hậu COVID, nhưng mà có thể chưa hẳn nó là như thế. Mà kể cả bệnh hậu COVID thì tôi cũng nghiên cứu, tôi thấy rằng cũng là yếu tố tâm lý là nhiều. Vâng. Mất ngủ rồi lo lắng, thì nhiều người sau đấy vẫn cứ còn ám ảnh, ra đường bây giờ cũng không dám ra đâu, cũng không dám ai rủ đi ăn, cũng không dám đi, vì hãy còn bị một cái thời gian rất dài đeo khẩu trang rồi giãn cách xã hội mà nó làm cho người ta thành một cái quán tính. Bây giờ vẫn cứ thế, ở nhà đêm ngủ cũng đeo khẩu trang, xong rồi bắt chồng ngủ cách ly ra xa bởi vì vẫn giãn cách xã hội, ví dụ như thế. Em ơi, em dạ. Trước đây thì em đi làm gì? Em kinh doanh thì phụ trách các tỉnh ạ. Hà Nội. Rồi, thế còn nhà em thì ở đâu? Nhà em ở dưới Nam Định thì thế này nhá, được rồi, ở thời gian không còn nhiều, anh sẽ nói rất là nhanh thế này này. Con gà trống với con gà mái ấy mà nhốt cùng trong một cái lồng trong nhiều ngày ấy, nó chả còn có ham muốn với nhau. Thế nhưng mà thả nó ra, thế xong rồi con gà trống cứ đi chạy đây chạy đó, sang vườn nọ vườn kia kiếm con giun con dế ăn. Thế xong rồi lâu lâu nhìn thấy con gà trống mái ấy, ôi nó hăng lắm ấy, nó đuổi nhau khắp vườn. Thế thì đợt vừa rồi là vì mình vừa lấy nhau, ai cũng nghĩ rằng là ui lấy vợ sướng nhỉ, suốt ngày được ở bên nhau, muốn làm lúc nào thì làm. Nhưng mà đấy lại chính là dấu hiệu của sự một trong lý do dẫn đến sự nhàm chán. Bây giờ mà em lại cứ đi lên Hòa Bình em giao hàng, sau đấy lại vào Thanh Hóa, xong rồi nửa tháng em mới về gặp vợ ấy mà, ôi có khi cải thiện được tình hình đấy, đúng không? Người ta nói rằng là cái miếng ăn ngon nhất chính là lúc đang đói, còn đây chưa đói thì đã có người cứ mang đến giờ ăn đi, có khi mình cũng nể quá mà ăn chứ cũng cố nuốt nó lại không vào, đúng không? Trường hợp của em thì thật ra nhu cầu tình dục nó cũng thế, nó cũng giống như tất cả nhu cầu khác của con người. Chúng ta chỉ hăng hái, chúng ta chỉ gọi là khát vọng mạnh mẽ khi mà chúng ta thật sự bị bỏ đói. Nhưng mà em thì trong đợt vừa rồi là không bị đói. Nha, ban nãy bác sĩ Hoàng Thiếu Hải có nói rằng là tái khởi động cuộc sống bình thường đấy, đi làm đi, thậm chí cơ quan cử đi đâu cũng không nhất thiết là xa 40-50 cây số cũng phải đạp xe để về với vợ. Thôi đành rằng là vợ mới cưới thật, nhưng mà bây giờ đặt yếu tố là nói rằng là thì anh lại phải nội trú hay anh phải đi giao hàng, anh ở đây rồi ngày kia anh về, rồi mai anh về, để cho giãn cách ra một chút. Rồi hai nữa là lưu ý đến ăn uống, xong thứ ba là luyện tập thể dục, bởi vì giãn cách xã hội mấy tháng trời ở nhà đã chỉ có vợ chồng nhìn nhau, thế xong rồi ít luyện tập, xong lại ăn nhiều có khi lên cân, đúng không, là xong lại bắt đầu bụng lại thấy béo béo ra. Ôi tất cả những thứ đó nó cũng làm cho mình có vẻ nó cũng bớt cái thanh niên tính đi một chút nhá. Rồi xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chào bạn nhá. Vâng, em xin sớm cải thiện được tình hình nhé chàng trai. Dạ vâng ạ.